nay không nói tới cái hồ mà mình nói tới cái ngăn sủi hạt canh bio chip được nha. Người ta hay bỏ cái ống sủi với cái cục sủi vô á. Thì bây giờ đây anh em mấy cái ống điện 16 ha. Anh em khoét lỗ vô cho tôi. Cái cục sủi của anh em á, anh em mài trên cái nền xi măng là nó sẽ nhỏ lại. Anh em nhét cái nó vô trong cái ống này. Đó rồi anh em để như tôi nè. Đó, hai dây hai bên đầu. Rồi trong đây có hai cục đó. Đó là nó sủi lên. Thì nó sẽ đều hơn nha. Còn nếu như anh em mà được á thì anh em làm nguyên cái khung luôn. Nguyên cái khung phi 16. Đó, đi hết nguyên cái dòng khung đó. Rồi đi 4 dây oxy xuống 4 góc. Thì trong dây cái oxy đó thì anh em vẫn gắn cái đầu cục sủi á, mài cho nó nhỏ lại. Rồi nhét vô đây. Là nó sẽ sủi đều hết hồ nha. Tôi để cái khay vậy. Nước nó chảy một cái dòng thác nè. Nó xuống đây. Rồi thêm cái dây sủi oxy nữa nó đảo.